Xin được chào quý vị khán giả. Ngọc Quyên rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Alo Bác sĩ ơi của báo Đồng Nai. Chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là tình trạng sử dụng các bài thuốc lá cây để chữa trị sỏi tiết niệu. Thưa quý vị, dù cuộc sống hiện đại nhưng trên thực tế vẫn có một số người khi bị sỏi thận, sỏi bàng quang vẫn dùng thuốc lá theo phương pháp dân gian hoặc là truyền miệng. Nhưng điều này có đúng hay không và có hết bệnh hay không thì hôm nay chương trình Alo Bác sĩ ơi của báo Đồng Nai sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Xuân Bảo, khoa ngoại niệu Bệnh viện Đại học Y Dược Sinh Mắt quý vị nhé. Xin được chào bác sĩ. Xin được chào MC Ngọc Quyên. Xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Dạ vâng, thưa bác sĩ, khi bị sỏi thận thì nhiều người sử dụng các bài thuốc lá như là lá sa kê, kim tiền thảo, ngò gai, rau ngổ để làm có tác dụng là lợi tiểu, làm tan sỏi thận. Vậy trên thực tế thì có phải là uống các loại lá cây này có hết không thưa bác? Trước khi trả lời câu hỏi Ngọc Quyên về chủ đề sỏi đường tiết niệu, tôi xin chia sẻ một sơ lược về giải phẫu và chức năng đường tiết niệu để quý khán giả được biết. Về giải phẫu đường tiết niệu thì gồm có hai quả thận và hai cái niệu quản dẫn nước tiểu xuống bàng quang. Tôi chứa đựng nước tiểu trung bình khoảng 300 đến 500 ml thì mỗi chúng ta có cảm giác đi tiểu ra ngoài thì được gọi là niệu đạo. Về chức năng đường tiết niệu thì gồm có ba chức năng chính. Thứ nhất là cân bằng điện giải cho cơ thể. Thứ hai là chức năng nội tiết. Nội tiết thì có cả thận có chức năng tạo một lượng máu cho cơ thể. Thứ ba, chức năng ngoại tiết. Thận có chức năng sản xuất ra nước tiểu và được tổng xuất nước tiểu ra ngoài. Để trở lại với câu hỏi của Ngọc Quyên, uống thuốc lá có làm tan sỏi hay không? Thì chúng ta đã biết cái thuốc lá đó là một cái có tác dụng chủ yếu là lợi tiểu. Thì khi chúng ta uống thuốc thì phải biết được cái vị trí, kích thước, hình dạng của viên sỏi uống có tác dụng hay không, có tốt hay không. Thì chúng ta uống thuốc mục đích là để lợi tiểu, là đào thải sỏi ra ngoài chứ không phải là để tan sỏi. Mong quý vị hiểu. Dạ vâng, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Sinh Mắt thì bác sĩ có gặp những cái trường hợp bị biến chứng của bệnh sỏi thận mà lạm dụng các bài thuốc lá hoặc là sử dụng không đúng bài không thưa bác? Ở Bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi hàng năm khám và thì tiếp nhận được một số ca về biến chứng do điều trị sỏi với thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc. Chẳng hạn như một thời gian gần đây tôi có tiếp nhận một bệnh nhân nữ 30 tuổi ở Long Thành, Đồng Nai vào viện. Với lời kể của bệnh nhân thì cách 2 năm trước đi khám và phát hiện có cái sỏi kẹt đường tiết niệu gây ứ nước nhưng không tuân thủ điều trị của bác sĩ. Thì về nhà nghe lời khuyên của người thân uống lá trong dân gian như rau đu đủ về giữa ngộ nhưng không hiệu quả. Thì sau đó một thời gian thì người ngoài quê ở Bắc gửi thuốc nam không rõ nguồn gốc vào uống kéo dài 2 năm thì bệnh nhân thấy là tự nhiên cơ thể tăng cân và bụng to thì nghĩ là mình có bầu thì vào bệnh viện chúng tôi tiếp nhận điều trị và kiểm tra thì cây thận bên phải trưởng được to chiếm toàn ổ bụng và cái sỏi kẹt ở niệu quản thì chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật thì chúng tôi hút được khoảng 6 lít dịch trong một cái quả thận bên phải và lấy được một viên sỏi ra ngoài khoảng 1 cm. Sau chúng điều trị một tuần hậu phẫu ổn định thì chúng tôi có thể cho bệnh nhân xuất viện và hẹn tái khám sau một tuần, một tháng, 3 tháng và 6 tháng. Sau thời gian đó thì chúng tôi kiểm tra lại thì thận đã bị teo và mất chức năng hoàn toàn. Thì tôi cảnh khuyên mọi người điều trị sỏi thận và uống thuốc không rõ nguồn gốc sẽ gây những cái biến chứng đáng tiếc cho mình. Nên là mong mọi người hãy lưu ý. We'll be right back.
Dạ vâng, với y học hiện đại thì các bác sĩ giải quyết cái căn bệnh sỏi thận này như thế nào? Có gây đau đớn hay là quá tốn kém cho bệnh nhân không ạ? Một bác sĩ cái thời đại bây giờ để mà chẩn đoán điều trị một cái bệnh sỏi đường tiết niệu thì trước tiên là phải biết được cái vị trí của sỏi nằm ở đâu, kích thước bao nhiêu và hình dạng như thế nào để mình chọn một cái phương pháp điều trị cho phù hợp để có hiệu quả. Nhất là cơ sở của bác sĩ đó làm việc có đầy đủ trang thiết bị hay không, có hiện đại hay không. Thứ hai là đội ngũ y bác sĩ có đủ kinh nghiệm để xử lý các phương pháp sỏi đó hay không. Ví dụ như bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi làm ở quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa thì tôi rất hài lòng về cái trang thiết bị rất là đầy đủ và hiện đại. Chúng tôi giờ bây giờ xử lý sỏi chủ yếu là phẫu thuật bằng các biện pháp ít xâm lấn, ví dụ như tán sỏi ngoài cơ thể, nội sỏi tán sỏi ngược dòng, nội sỏi tán sỏi thần bằng ống sỏi mềm, hay là tán sỏi thần bằng đường hầm nhỏ, phương pháp mini bicinel. Ví dụ như sỏi niệu quản, sỏi bằng quang, sỏi niệu đạo thì chúng tôi có thể tán sỏi nội sỏi ngược dòng, sỏi thần kích thước vừa phải, độ cứng mềm thì chúng tôi có thể tán sỏi ngoài cơ thể. Cái phương pháp này có ưu thế là bệnh nhân về được trong ngày, giá cả rẻ, sau khi tán có thể nguyên sỏi vỡ và được đào thải ra qua đường tự nhiên, không gây đau đớn. Thứ ba, có thể chúng tôi là sỏi thần kích thước vừa phải, ví dụ như trên kiểm tra sỏi dưới 3 cm thì chúng tôi có thể nội sỏi tán sỏi bằng ống sỏi mềm. Trong cái phương pháp này có ưu thế là trong khi chúng tôi tán sỏi thì chúng tôi có thể hút sỏi ra luôn, nên tỷ lệ thành công cao, sạch sỏi. Và phương pháp tiếp theo là cái phương pháp gọi là tán sỏi thần bằng đường hầm nhỏ, phương pháp bicinel. Thì chúng tôi trước đấy cái phương pháp này chủ yếu là áp dụng cho các cái sỏi thần lớn, như trước đây có thể là do phải mổ mở, một cuộc mổ rất là đau đớn cho bệnh nhân, phải nằm viện lâu, nhiều biến chứng. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ tạo một cái đường hầm nhỏ bằng cái việc đi chúng ta làm việc hàng ngày, tán sỏi nhỏ và hút ra trực tiếp. Cái phương pháp này có ưu thế khi tán sỏi chúng tôi có thể chụp phim trên bàn mổ, nếu đang còn sỏi thì chúng tôi phải tìm được viên sỏi đó, tán hết. Khi nào chụp phim kiểm tra sạch sỏi chúng ta mới ngưng cái phẫu thuật. Nên cái ưu thế của phương pháp này là sạch sỏi tốt. Vậy thì cái phương pháp hiện đại bây giờ, các cái kỹ thuật hiện đại bây giờ thì xử lý các cái sỏi thì là dùng các cái biện pháp ít xâm lấn, hiệu quả, ít đau đớn, ít gây biến chứng. Vậy thì có tốn kém nhiều không bác? Về tốn kém á thì phụ thuộc vào người bệnh phát hiện được sỏi sớm hay muộn, hay là không tuân thủ điều trị để gây biến chứng. Ví dụ như bệnh nhân phát hiện muộn, hoặc là bệnh nhân phát hiện mà không tuân thủ điều trị, về đi uống thuốc không rõ nguồn gốc gây biến chứng vào chúng tôi, nếu mà xử lý viên sỏi thì không có gì là khó khăn và không có không tốn kém. Mà tốn kém vì là điều trị biến chứng của sỏi, ví dụ như để sỏi lâu ngày, biến chứng tăng huyết áp hay là biến chứng suy thận, phải đi chạy thận, đó là một cái điều trị tốn kém, là một gánh nặng cho xã hội, cho gia đình. Nên điều trị sỏi thì không tốn kém nhiều, những biến chứng thì điều trị mới tốn kém. Dạ vâng, thưa bác sĩ Bảo, nhiều người khi mà mổ sỏi thận á, thì phải ăn kiêng hải sản vì sợ tích tụ sỏi và tái phát bệnh. Điều này có đúng không thưa bác? Chúng ta đã biết rồi, cái thực phẩm về hải sản á, là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như kali, magie, canxi, kẽm. Thì khi cơ thể chúng ta ăn vào đó thì nó chỉ hấp thụ một lượng vừa đủ để chuyển hóa cho cơ thể, chứ cơ thể chúng ta không hấp thu quá dư thừa để tạo sỏi. Nên trong quá trình điều trị hoặc là sau điều trị thì chúng ta không cần phải kiêng hải sản. Ví dụ một số trường hợp khi điều trị xong, nếu trên bệnh nhân đó có bệnh nền hay là bệnh kèm theo, ví dụ như bệnh gút, thì bệnh gút là một cái bệnh mà gọi là tăng chuyển hóa, mà tăng axit uric máu, thì khi mình ăn hải sản vào sẽ thể gây tăng axit trong máu, axit uric trong máu, thì lúc đó chúng ta mới cần lưu ý. Vậy thì làm sao để không bị sỏi tiết niệu thưa bác, và nhất là những người mà nằm trong nhóm nguy cơ cao ạ? Vấn đề đó thì ta đã biết rồi, bây giờ là một vấn đề đang bàn cãi của nền y tế, chứ còn một cái loại thuốc nào hay là thực phẩm nào
để uống vào để không tái tạo sỏi hay là tái phát sỏi. Nhưng chúng ta để dự phòng hay là hạn chế tái phát bằng cái cách gọi là thay đổi lối sống lành mạnh, ví dụ như tập thể dục, ăn đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước. Thì chúng ta phải uống đủ nước là như thế nào? Uống đủ nước thì cơ thể chúng ta uống trung bình từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày. Uống thế nào là đúng? Thì chúng ta phải uống đều trong ngày. Có người uống mách với bác sĩ là uống sáng tôi uống 1 lít, trưa uống 1 lít, tối uống 1 lít. Một ngày uống 3 lít nhưng uống 3 lần là gây mệt. Thì cái đó là một cái mà gọi là uống sai, thì chúng ta cần lưu ý. Thưa quý vị, trên thực tế, các cơ sở y tế đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị sỏi thận, sỏi bàng quang, nhập viện trong tình trạng là suy đa thận, suy thận cấp, phải lọc máu cấp cứu, thậm chí là có trường hợp tử vong vì sử dụng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc. Do vậy, khi được chẩn đoán bị sỏi đường tiết niệu, chúng ta hãy trao đổi với bác sĩ để được tư vấn về hướng điều trị cụ thể quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Xuân Bảo đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi. Xin chào em chị Ngọc Quyên, xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Xin được chân thành cảm ơn Bệnh viện Đại học Y Dược Sinmat đã đồng hành cùng Báo Đồng Nai thực hiện chương trình này. Thưa quý vị, chương trình Alo Bác Sĩ ơi của Báo Đồng Nai sẽ được phát sóng trên các nền tảng số của Báo Đồng Nai vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần. Xin mời quý vị cùng đón theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.